Xin chào quý vị các bạn, chào mừng người đã quay trở lại với video của tôi ngày hôm nay. Mình là Khánh đến từ ô tô Tây Đô. Và mọi người có thể thấy là đơn bản xe Gatvan 3 chỗ mình đã bấm biển đăng ký đăng kiểm hoàn thiện cho khách hàng rồi. Và chuẩn bị sang tuần tới thôi thì mình sẽ tiến hành làm bàn giao phiên bản xe này. Chỉ còn đợi ngày đẹp giờ đẹp thôi là mình sẽ tiến hành bàn giao phiên bản xe Gatvan 3 chỗ tải trọng 945 kg, được phép chạy phố 24/24, không bị cấm giờ này đến cho anh khách hàng. Đây là một công ty nhá, công ty này thì chuyên chở cái mặt hàng có kích thước nó khá là cồng kềnh. Và trước đây thì đã sử dụng những cái phiên bản xe như là phiên bản xe tải Kia 200 và đã sử dụng qua cả Thủy H150. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì ở khu vực Hà Nội thì đã cấm những phiên bản xe K200 hay là Vina H150 không còn được phép chạy vào khu vực nội đô nữa, đã bị cấm giờ rất là nhiều, nên là nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái khả năng vận chuyển hàng hóa của công ty giao đến những cái đại lý ở trong khu vực nội đô Hà Nội. Chính vì thế nên là công ty này đã phải đi tìm những cái phiên bản xe được phép chạy vào khu vực nội đô không bị cấm giờ. Và chỉ khi mà tìm hiểu trên thị trường ấy, thì biết đến cái sản phẩm xe Gat này thì công ty này đã thấy nó quá là phù hợp rồi. Bởi vì đây là một phiên bản xe tải van ấy, có 100% nguồn gốc đó là từ Nga. Mà đồ của Nga thì mình biết rồi, rất là nồi đồng, khối đá và độ bền nó cực kỳ là cao. Đó, thứ hai nữa là phiên bản xe này nó là phiên bản xe tải van nguyên bản từ nhà máy Gat. Nó là hồ sơ biển D, được phép di chuyển vào khu vực nội đô không bị cấm giờ. Đó, trông thì nó có vẻ là to cao như này thôi, nhưng mà chỉ cần bằng B2 là đã có thể lái được cái phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này rồi. Và chỉ khi mà đến xem xe, xem khoang thùng, xem về nội thất, kết cấu khung gầm của xe thì công ty này đã quyết định nhanh chóng luôn, đó là đầu tư cái sản phẩm xe này về để phục vụ cho công ty. Và dự kiến thì trong thời gian sắp tới nữa thì công ty này sẽ lấy thêm đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 xe nữa để có thể là đáp ứng được cho tất cả các cái nhu cầu công việc. Phiên bản xe này nó đặc biệt ở cái phần khoang thùng. Mọi người có thể ra cái phần khoang thùng nha, mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người. Mọi người có thấy một phiên bản xe tải van chạy phố nào mà nó to như thế này không? Đây nhá, khoang thùng của nó là chính là cái phần này. Chiều dài là lòng thùng lên đến là 3,1m, chiều rộng 1m86 và chiều cao là 1m95. Thể tích của khoang hàng này tương đương với khoảng tầm 11,5 khối hàng, chở được rất là nhiều hàng hóa. Và các hàng hóa có kích thước cồng kềnh thì với cái phần thùng như này, chúng ta vẫn có thể là bốc dỡ sắp xếp một cách rất là đơn giản, dễ dàng. Nó không bất tiện như những cái phiên bản xe minivan. Một phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này khi mình ra chở một chuyến nó sẽ đâu đó gấp khoảng tầm 2 lần đến 2 lần rưỡi so với những cái phiên bản xe minivan máy xăng trên thị trường như là SRM này, TMT này hay là Tedeco này. Đó, một chuyến thì Gatvan 3 chỗ này nó sẽ chở được gấp 2 đến 2,5 lần so với những phiên bản xe kia. Và đặc biệt đây nó là một phiên bản xe máy dầu có nguồn gốc xuất xứ đến từ Nga, nên là cái độ khấu hao của xe nó cũng cực kỳ là dài. Đó, mọi người không phải lo về lăn tăn chạy 1 năm 2 năm là bắt đầu xe nó xuống. Phiên bản xe này thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy cái thời gian nó dài hơn rất là nhiều, đâu đó khoảng tầm 7 năm, 10 năm hoặc thậm chí là hơn. Bởi vì là ở Nga người ta sử dụng những cái phiên bản xe này chạy ở những cái cung đường dài rất là dài, chạy ở những cung đường toàn là 300, 400 km trên mỗi ngày cơ. Đó, khi mà về đến thị trường Việt Nam ta thì nó đã nhanh chóng được thị trường Việt Nam tiếp nhận. Và đặc trưng đó là những cái quý công ty ở khu vực Hà Nội có cái nguồn hàng hóa nhiều này, hay là có hàng hóa cồng kềnh này, hay là có những cái hàng hóa có tải trọng lớn này, thì rất là phù hợp để lựa chọn cái phiên bản xe Gatvan 3 chỗ như thế này. Khối động cơ Cummins 2.8 trên phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này thì giúp cho Gatvan 3 chỗ nó có thể là kéo được cái mức tải trọng lên đến là 3 tấn hoặc thậm chí là 3 tấn rưỡi một cách vô tư, rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Máy vẫn chưa hề quá công suất, chạy vẫn rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Đó, thì cái phiên bản xe này các khách hàng mà có những cái hàng hóa có tải trọng âm lớn khoảng tầm 2 tấn rưỡi, 3 tấn hoặc thậm chí là 3 tấn rưỡi thì lựa chọn phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này nó rất là phù hợp, rất là hợp lý. Lốp sau của xe đây cũng là hệ thống lốp kép giống như xe tải, nên là nó sẽ góp phần cho cái phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này nó chở quá tải được tốt hơn. Nhưng tải trọng trên hồ sơ, trên giấy tờ nó vẫn là 945 kg, nên là phiên bản xe này thì theo luật nó vẫn được phép chạy vào khu nội đô thoải mái 24/24 không cấm giờ. Và đặc biệt là với cái tải trọng là 945 kg biển D như này thì chỉ cần tài xế đó là bằng B2 thôi là đã có thể lái được rồi, nên là nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho các bác tài khi mà thuê những cái anh lái xe. Chỉ cần bằng B2 là đã có thể lái rồi, rất là thông dụng, rất là phù hợp để cho các bác tài có thể đầu tư. Và ở thời điểm hiện tại thì những cái phiên bản xe Gatvan 3 chỗ thùng dài 3m1 như này là có cái mức giá đó là 630 triệu, chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Và thời điểm bây giờ thì đang được hỗ trợ rất là nhiều về đăng ký đăng kiểm, khuyến mại thuế từ nhà nước này, từ nhà máy này, nên là hầu như là cái chi phí đăng ký đăng kiểm nó không phát sinh thêm quá nhiều. Các bác tài mà đã quan tâm đến cái phiên bản xe Gatvan 3 chỗ này, đang muốn có dự định đầu tư thì hãy nhanh chóng nước máy lên và liên hệ với em Khánh thì có thể là có được cái mức giá tốt nhất và thời gian lấy xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của tôi. Xin chào.